anh em nhá. Lấy cho anh em con Kubota E50 anh em nhá. Máy là bao zin nha anh em nhá. Đèn còn cháy luôn ha. Máy chạy gan tư là nhuyễn như luôn. Máy là bao zin cho anh em chăm chăm nhá. Rất đẹp anh em ơi. Con này chốt giá cho anh em 9,5 triệu anh em nhé, bao ship về cho anh em nhé. Con mới về anh em nhé, sao nó có đẹp lắm ha. Bao khói bao hơi cho anh em 100% ha. Rồi, anh em nào cần người liên hệ trực tiếp gặp Dương ha. E50 Kubota 5PS. Vòng tua nó 2400, maximum 2600 ha. Tình trạng bao zin cho anh em 100% ha. E50. Còn bên này là E60 có đề ha. Anh em nào cần con nào thì cứ liên hệ trực tiếp gặp Dương ha. Địa chỉ 12 Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng anh chị em mình nhé.